Chào các bạn, bây giờ là khoảng hơn 9 giờ, Chủ nhật, ngày 26 tháng 5 năm 2024, tức ngày 19 tháng 4 năm Giáp Thìn. Những quả vải này mình bẻ từ tối hôm qua. Chia sẻ với anh em và các bạn làm vải làm sao mà mình thu hoạch từ tối hôm qua và vẫn không thâm. Mình đã chuyển những quả vải này xuống trại mới Tiến Xuân, Thạch Thất, Hà Nội. Đi bằng hai lần xe ô tô. Bây giờ mẫu mã nó vẫn như thế này. Các bạn quan sát nhé. Mẫu mã nó vẫn như thế này. Qua hai lần ô tô và đi qua mấy lần chuyện. Đây, đây khung cảnh ở đây, Tiến Xuân, Thạch Thất, Hà Nội đây. Để các bạn quan sát lại mẫu mã của quả vải nhé. Đây, các bạn quan sát. Vẫn bị hơi gai bởi vì quả nó sai quá. Nhưng quan trọng qua một đêm rồi mà vải nó vẫn được như này. Cảm ơn các bạn xem video nhé.